Vâng, xin chào anh chị quay trở lại với kênh YouTube của Trung Thực Land. Thì chủ đề hôm nay ấy, thì cũng khá nhiều anh chị để lại, đó là hãy dự đoán về bất động sản năm 2023. Ok. Bất động sản năm 2023 thì sẽ là một năm mà chứng kiến nhiều câu chuyện tiêu cực. Tôi phải dùng từ đó là tiêu cực. Tại vì sẽ có một loạt những thông tin tiêu cực sẽ sắp xảy ra trong thời gian tới. Đầu tiên đấy, đó là câu chuyện là chắc chắn một điều, tình trạng cắt lỗ sẽ xảy ra và rất là sâu. Đơn giản thôi, lý do lớn ấy không phải đến từ nhà đầu tư nhỏ nữa mà đến từ những ông lớn. Ví dụ như tôi sẽ không tiện nói ở đây nhưng mà mọi người có thể tham khảo về trái phiếu. Trái phiếu chính là một cái quả tạ đang đè lên những ông lớn và bắt buộc những ông lớn phải đến cái câu chuyện là thanh toán kỳ hạn của trái phiếu rồi. Và tổng khối lượng hiện tại ở đâu đó khoảng hơn 800.000 tỷ. Một con số rất dã man. Còn đâu đó là hiện tại là khoảng 30 tỷ đô. Khoảng 30 tỷ đô tiền trái phiếu. Một con số dã man luôn. Còn từ giai đoạn hiện tại, có nghĩa là từ ngày mùng 1 tháng 12, trước đó một chút rồi, đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 này, thì cái con số phải đáo hạn trái phiếu đó là 21.000 tỷ, khoảng gần 1 tỷ đô. Một số khủng khiếp. Và đây chính là một cái áp lực rất lớn. Mà đây mới là một phần nhỏ của hơn 8.000 tỷ, 800.000 tỷ. Thì mọi người sẽ biết năm 2023 sẽ là một năm bão tố. Một năm bão tố bắt buộc các ông lớn phải giảm giá. Và giảm giá 50% không bán được thì lại phải giảm tiếp. Giảm tiếp không được lại phải giảm nữa. Phải nghĩ ra một cách khác. Có rất nhiều cái thông tin mà mọi người có thể nhìn nhận được điều đó. Nó thể hiện rõ lên trên báo, trên đài, trên phương tiện truyền thông. Ví dụ như có những đơn vị phải cắt giảm nhân sự này và giảm giá đến 50% sản phẩm. Có những đơn vị thì đang từ huy động xuất hiện thêm những hình thức huy động vốn mới. Chúng tôi gọi là huy động vốn mới bằng hình thức đầu tư. Đó là chia nhỏ bất động sản ra để bán. Từ một suất từ 120 triệu để đầu tư với lãi suất khoảng 7,5% một năm. Vẫn không hấp dẫn thì bắt buộc phải giảm thôi. Đó là 38 triệu và lãi suất đâu đó là đứng khoảng 9,5% một năm. Nhưng mà hiện tại so với ngân hàng thì vẫn chưa đủ hấp dẫn lắm. Vậy thì mà đã thu đến cái con số là 38 triệu rồi thì mọi người hãy tưởng tượng xem bất động sản trong thời gian tới ấy, sẽ còn xuất hiện những cái thông tin nó khủng khiếp như thế nào nữa. Và đến từ chủ yếu từ những từ ông lớn thôi. Chính là cái giá mà nó giảm ấy, đôi khi nó chỉ là thổi lên và đi xuống một chút. Coi như bây giờ về giá trị thực rồi thì mọi người có thể tham khảo để đầu tư, nhưng quan trọng nhất vẫn là câu chuyện về pháp lý. Cái pháp lý phải thật sự an toàn. Vì tại sao khi mà những ông lớn ấy phải huy động hình thức vay vốn này rồi thì các ông ấy đã hầu hết là đã vay lãi suất ngân hàng rồi, và khi không ngân hàng không còn huy động được nữa thì bắt buộc phải huy động đến trái phiếu rồi đến hình thức huy động khác. Thì đây cũng là một cái yếu tố mà mọi người có thể cân nhắc khi mua bất động sản thời điểm hiện tại. Tại vì sao ạ? Mua bất động sản thì hiện tại có thể là giá nó sẽ tốt nhưng mà phải đảm bảo cái câu chuyện về pháp lý. Ví dụ thôi, với một cái bất động sản mà giảm 50% thì có thể ngân hàng ấy họ đã đang cầm sổ đỏ rồi vì chủ đầu tư đã đi thế chấp rồi. Và điều này sẽ xảy ra thế nào nếu cái công ty đó họ không đủ sức thanh toán trái phiếu nữa, họ tuyên bố phá sản và phá sản được hợp lệ, thì lúc này ấy những người cái sổ đỏ đấy nó đang nằm ở ngân hàng, và lúc đấy ấy, bạn không có cái gì để tranh chấp với ngân hàng được, thì coi như là bạn mất. Đấy là một trong những cái rủi ro rất lớn khi mua bất động sản. Quan trọng nhất ấy, vẫn là pháp lý ở thời điểm hiện tại, hãy cầm được sổ. Đấy, đấy là câu chuyện an toàn nhất. Và còn một điều nữa tác động sâu sắc nữa đến cái câu chuyện là nguồn vốn về bất động sản, đó là ngân hàng vẫn tiếp tục tăng lãi suất, chắc chắn là sẽ còn tăng nữa nhé. Và mọi người có thể xem lại lịch sử của năm 2012, nó lên đến 23%. Còn lãi suất cơ sở nó là 18%. Thì đây là một con số dã man. Hiện tại nó mới loanh quanh tầm 12, 11, 12 thôi. Thì nó vẫn còn dư địa tăng vì Fed vẫn còn tăng lãi suất nữa. Và điều này sẽ tác động. Ở Việt Nam sẽ ảnh hưởng chậm hơn những nơi khác một chút. Nhưng mà không thể tránh sóng được. Mọi người hãy tưởng tượng ấy, khi ở tâm sóng thì nó sẽ lan như thế nào. Và Việt Nam mình sẽ chậm hơn. Nhưng mà chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Và mọi người cứ dự đoán cho một trường hợp xấu nhất sẽ xảy ra. Thứ ba ấy, khó khăn của người này nhưng mà là cơ hội của người khác.
Khó khăn của người này nghĩa là sao? Có nghĩa là những cá nhân mà những cái doanh nghiệp bất động sản họ đang sử dụng đòn bẩy tài chính thì bắt buộc họ phải giảm giá để họ bán. Tại vì cái giá cũ bây giờ không ai mua. Mọi người có thể xem ấy, có những nơi mà giao hoài giao mãi vẫn không thấy ai mua thì bắt buộc ấy phải giảm giá thôi. Vì họ không thể gồng gánh được cái mức lãi suất hiện tại của ngân hàng nữa. Bây giờ làm là hoàn toàn nuôi ngân hàng. Được bao nhiêu nuôi ngân hàng hết. Đến một ngày nào đó không thể chịu nổi cái áp lực này nữa thì bắt buộc họ phải bán thôi. Và bán mà không ai mua thì giá nó lại càng xuống. Nó càng xuống thì đến một lúc nào đó những ông nào, những ông lớn ấy, ông mới có nhiều tiền mà ông sẽ ôm hàng vào. Và khi thị trường hồi thì lúc đấy nó sẽ ích rất là nhiều. Điều này là chắc chắn xảy ra nhé. Cái câu chuyện này không phải xảy ra với mỗi bất động sản đâu. Thậm chí là thị trường crypto mọi người cũng nhìn thấy, thị trường chứng khoán mọi người cũng nhìn thấy điều đó. Có nghĩa là đó là những cá mập. Họ làm giá xong có thể họ đã ra hàng rất là lâu rồi và bây giờ họ quay lại họ ôm hàng. Họ ôm hết lại để tạo thành một cái chu trình mới. Thì mọi người đơn giản thôi, chúng ta đứng ở bên ngoài và chúng ta rất khó, chúng ta không phải là cá mập thì chúng ta hãy thuận theo chiều nước thì chúng ta sẽ gặt được những cái thành công rất là lớn. Và một ngày thì cá mập thì cũng xuất thân từ cá coi mà lên thôi. Nên là biết đâu một ngày mọi người sẽ trở thành cá mập thì sao? Quan trọng nhất là hãy nắm bắt được cơ hội và thời điểm. Còn giai đoạn này ấy, nếu để đầu tư bất động sản thì chúng ta phải đầu tư thực sự những vị trí bất động sản mà thực sự có tiềm năng, thực sự có giá trị và có pháp lý chuẩn chỉ. Nếu không thì rủi ro sẽ rất là lớn. Quan trọng nhất vẫn là câu chuyện nữa, đó là giá mua. Cái giá mua vào cũng là một cái giá rất là quan trọng. Nếu mà các bạn mua quá, ví dụ như giá nó tăng đến 10 năm trước rồi, 10 năm tới rồi, thì mua mà có ôm đến thì 10 năm tới giá nó vẫn thế. Nó vẫn là những cái câu chuyện mà rất nhiều bài học đã xảy ra rồi. Nên là bất động sản nó có thời điểm mua, giá, vị trí. Đấy là những cái key mà cực kỳ quan trọng, pháp lý nữa. Thực tế đấy, nếu mọi người mà có nhu cầu về bất động sản thì có thể tham khảo một số sản phẩm của Trung Thực Land. Chúng tôi đi theo những cái key rất là quan trọng, đó là key key về khu công nghiệp. Thì đây là những cái key mà nó sẽ đi xuyên suốt của Trung Thực Land trong thời gian tới. Chúng tôi chỉ đánh vào những bất động sản tiềm năng thôi. Vì công nghiệp đi lên ấy, nó là cùng với định hướng của nhà nước. Và Việt Nam ấy, cái mức độ bất động sản công nghiệp nó chỉ đáp ứng khoảng đâu đó là chưa đến 50% và nó sẽ còn mở rộng trong tương lai. Và điều này nó sinh là một cái cơ hội rất là lớn trong 10 năm tới để chúng ta có thể tham khảo và đầu tư. Vì bản chất đất bất động sản công nghiệp ấy là mật độ tập trung dân số, ở đâu có người thì ở đó bất động sản có giá trị. Mọi người cứ nhớ cái key là được. Và chắc chắn là nó sẽ thành công. Vậy thì nếu bất động sản mà tiếp tục giảm giá đấy thì chúng ta có nên bắt đáy hay không? Thì câu chuyện này hoàn toàn dựa vào những cái điều tôi vừa nói đấy. Đó là mọi người hãy chủ động đánh giá xem nó có thực sự tiềm năng không. Và mức giá này nó đã ổn hay chưa? Vì có những bất động sản đấy, nếu mà thực sự tiềm năng và có giá trị ấy, thì biên độ giảm giá nó rất là thấp. Mà nếu thấy ok và phù hợp với tài chính của mình và cân đối tài chính, thời điểm này không nên sử dụng đòn bẩy tài chính. Nếu có ấy, thì hãy chỉ sử dụng bằng hình thức vay từ gia đình tín chấp. Đó, thì đấy là một trong những cái mà hạn chế rủi ro nhất cho mọi người trong thời gian tới. Còn không ấy, thì hãy cứ tiết kiệm để năm 2023 sẽ là một năm mà chúng ta có thể tìm được nhiều cái quỹ đất tốt, nhiều cái bất động sản với lại giá trị thật và đem lại nhiều cái cơ hội tiềm năng trong thời gian tới nữa. Nó chính là khó khăn nhưng mà cũng sẽ là một cơ hội rất là lớn trong thời gian tới. Ngư dân họ có cái câu ấy, họ rất thích ra khơi khi lúc bão tố vì lúc đấy gió rất nhiều cá. Nhưng mà đồng nghĩa với nó sẽ có rủi ro. Vậy thì làm sao để hạn chế rủi ro nhất khi đi ra khơi? Thì người dân họ bắt buộc họ phải có kinh nghiệm đi lâu năm rồi thì họ sẽ hạn chế được những cái khu vực đó và họ sẽ biết đương đầu với những ngọn sóng như thế nào. Vậy thì nếu mà chúng ta không đủ sức chuyên môn như thế thì hãy tìm một cái đơn vị nào đó có những cái sản phẩm bất động sản nó thực sự tốt mà chúng ta có thể yên tâm và tin tưởng được để đầu tư. Thì đấy là cái cách mà an toàn nhất để đi trong sóng gió như thế này. Cuối video nếu mọi người thấy mà video này thực sự hữu ích ấy, thì hãy để lại cho Trung Thực Land một like, một share và nhớ follow kênh để nhận thêm nhiều những video giá trị về bất động sản nữa trong thời gian tới. Xin cảm ơn mọi người và chúc mọi người một ngày mới thật sự là an lạc và thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.